Rồi, hello anh em ha. Đây là sáng thứ 6 ngày 26 tháng 1. Để anh cho anh em xem một bộ Perucanet nha. Ba mái một trống nha anh em ha. Đó, anh em nào mà năm nay mà cần những con gà mà mang về quê làm giống á, bắt bộ này đi ha. Sang năm là em đẩy mạnh gia công gà Peru nha anh em ha. Tại những con gà này cái lứa đầu tiên kết quả cản độ và kết quả thi đấu rất là thành công anh em ha. Chơi được. Đó, sang năm thì em sẽ đổ nguyên con Peru như vậy luôn nha anh em. Tụi này thì tương đối là dễ nuôi rồi. Và cái số ký của nó cũng rất là lớn anh em ha. Tầm từ 3.3 tới 3.6, 3.7 nha. Gà mái thì tầm từ 2.2 tới 2.5. Đó. Trào lưu của những năm kế tiếp thì sẽ là gà rất là lớn ký. Và đợt này cũng là đợt Peru Canet cuối cùng rồi ha. Nên anh em nào bắt em sẽ khuyến mãi cho anh em nuôi cho nó may mắn nha. Là 4 con em tặng 1, em chỉ tính tiền 3 thôi. Đó, cứ 1 triệu con ha. Tất cả bộ này là 3 triệu. Dành riêng cho những anh em nào mà khởi nghiệp ha. Cần cản độ và làm ăn với em. Rồi, ai có mến thì alo em ha. Chốt nhanh gọn lẹ nha anh em ơi. Chào anh em.